Yo, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lip và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Minecraft Công viên khủng long. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video cho mình nhá. Đó sẽ là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn đấy. À, đợi tí đã, lấy hơi đã. Đấy, lâu lâu chào cái hết cả hơi. Thì hôm nay mình đang bị cúm cám nhưng mà do một số bạn giục vãi nồi nên mình vẫn lập tiếp. Mình có một tin buồn và một tin vui cho tất cả các bạn. Đầu tiên là mình sẽ nói tin buồn trước, đó chính là cái series Công viên khủng long nó chuẩn bị kết thúc tại đây. Nó chuẩn bị kết thúc rồi. Chắc là mình sẽ làm 30 tập. Còn cái series tin vui là mình chuẩn bị một cái series mới, một cái series hoàn toàn mới luôn, ở Việt Nam chưa ai làm luôn. Đấy. Thì cái series đó là cái series gì thì các bạn chuẩn bị chờ khi nào hết Công viên khủng long thì mình sẽ làm cái đó nhá. Bởi vì mình không muốn như kiểu là dạo đây có rất là nhiều bạn giục mình chơi cái này rồi cái kia, nhưng mà toàn những cái series như kiểu là chơi giống người ta đấy. Vì nếu mà mình chơi giống người ta mình sẽ bị nó là bắt trước, cho nên mình sẽ không chơi theo mấy cái series đó. Và mình sẽ cố gắng tổng hợp mod để mình làm một cái series hoàn toàn mới, mới từ trước tới giờ mình chưa có chơi, và chắc là những cái mình khác chắc cũng chưa có chơi đâu. Bởi vì do mình tổng hợp mà, do tổng hợp cá nhân thì nó sẽ gọi là rất là ít người có thể giống nhau được đấy. Thì nếu các bạn mà còn yêu quý cái series này thì các bạn đừng quên like và share mạnh cái video series này cho mình nhá, bởi vì nó sắp hết rồi đó. Ok, chắc là 30 đến 40 tập thôi. Còn bây giờ thì mình nghĩ là mình nên chuẩn bị cái tập này. Như bạn nói là cái này ấy là cái than, có thể dùng thay than, không biết là có dùng thay than được không thì bây giờ chúng ta sẽ thử xem nhá. Nhưng mà nếu mà đun ấy phải đun gì nhiều tí, mình sẽ dùng một cục thôi nào. Cái này không phải, có bạn kêu mình cái này dùng để thay than vãi nồi, nhưng mà không phải nhá. Bây giờ tầm này chúng ta sẽ hồi sinh với con khủng long bay. Thì như bạn nói là chỉ cần thả cái trứng nó sẽ ra thôi. Thì mình đang có một con gà thì mình sẽ thử thả quả trứng con gà ra thử xem nó có chung với trứng chuồng bò, xem nó có được không nhá. Đây, như là thấy là mình có một quả trứng của con vịt. Mình chả biết là con vịt hay con gà nữa. Ủa, đây khủng long bay đây, đây là trứng một con vịt. Ok, mình sẽ không biết là con này là con khủng long hay là con gì đây. Mình sẽ thả nó vào chuồng bò nhá. Mình nhìn nó hơi nhỏ. Ý, nhìn nó nhỏ tí này. Thôi nhưng mà mình nghĩ ra mình phải xây cho nó cái chuồng nhỉ. Không biết con này là con gì, chết. Mình chưa có như kiểu là lên tra trên Google á. Hay là đợi mình tí mình lên mình tra nhá. Mất công là nhiều bạn sẽ nói là mình không có như kiểu là tìm hiểu kỹ càng về cái trò này đấy. Vì thế bây giờ mình sẽ lên Google mình tra để xem như thế nào. Vâng, thưa tất cả quý vị và các bạn, thì thật không tin được, nhìn như con vịt thế này thực sự nó là một cái loài khủng long thanh lịch ấy. Thì nó là một cái loài khủng long mà ăn thịt ấy, mà nó đi đứng bằng hai chân. Nói chung là nó rất là nhỏ, nó chỉ nhỏ như kiểu con gà tây thôi. Đấy, mà nó xuất hiện từ 150 triệu năm về trước. Đấy. Nó ở cái giai đoạn mà đầu của cái Tithonia và cái giai đoạn mà cuối của cái kỷ Jura đấy đấy. Nói chung là cái con này nó rất là bé, nhưng mà may mình không thả trứng bò nó may nó ăn hết bò xong. Nó bé chắc nó không phá chuồng đâu, vì thế mình sẽ gọi là xây cho nó một cái chuồng ở đây. Giờ không biết nên xây cho nó cái chuồng ở đâu nhỉ, vì nó bé ngang con gà tây thôi thì mình nghĩ là cái chuồng bé được rồi, và mình nghĩ là nó sẽ không phá chuồng đâu. Mình sẽ xây nó một cái chuồng ở đây. Đâu nhỉ, đất tôi hết rồi ta. Mình sẽ tạm xây cho con này một cái chuồng nhỏ nhỏ ở đây. Rồi mọi thứ về sau tính sau nữa. Con này cũng khá to đấy. Con em ở đâu kìa. Đây mình sẽ lắp cái khu này vào. Con khủng long bé là không biết nó có phá chuồng hay không. Nhưng mà theo các bạn là con khủng long bé nó có phá chuồng không nhỉ? Theo mình nghĩ là nó không phá đâu. Đấy là quan điểm của mình nhé. Còn quan điểm của bạn thì hãy nói lên quan điểm của mình đi, xem cái con đấy nó có phá chuồng được không. Ok, đậu phộng. Đấy, mình sẽ cho nó rộng đến hết cỡ này. Đó, được chưa? Đây sẽ là chỗ cho chuồng của con này. Nó sẽ tới đây. Đó, còn bên đây là đường đi vào chuồng con kia. Bây giờ tính hết rồi, anh tính sạch sẽ đẹp đẽ từ đầu đến cuối rồi. Bây giờ phải đi đào đá. Đào đá làm chuồng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gọi là xây chuồng trên bờ, bởi vì rất nhiều bạn kêu là anh đừng có xây chuồng ở dưới đất nữa. Hãy xây chuồng ở trên bờ đi, xây chuồng ở dưới đất nó hơi bị kỳ cục đó. Bây giờ mình đi đào đá thì mình sẽ đào ở gần cái chuồng của cái con Pachi, bởi vì con đấy nó khá là, con đấy nó ở khá là xa đấy. Bởi vì nếu mà không đào gần nó thì nó sẽ nếu mình ít giao tiếp mà, hoặc là ít tới thăm nuôi nó thì nó sẽ gọi là bé đi từ từ á, nó sẽ không lớn được, nhầm. Bây giờ cất cái đống đất này vào đây, quên mất không cất cái đống đất đi, cất cả mấy cái bộ xương này vào đây nữa. Hiện tại cũng chả cần gì dùng cái xương đâu, vì thế mà cứ yên con ngựa nó tâm đi nhá. Đây, gần chỗ mấy con này thì nó có rất là nhiều đá, nhưng mà để thấy nè. Đấy, nó vẫn bé. Ô, có con to này nè. Con này chắc 3 ngày 4 ngày gì rồi. Ăn cà rốt không nhỉ? 5 ngày rồi, con kia chắc 4 ngày. Có 3 con tiện ghê. 3 con. Nó ăn khác nhau nhỉ? Con này nhìn đẹp này. Nếu nó to nhìn đẹp nữa. Nhưng mà nếu nó đông quá thì mình phải sát sinh á. Mình không thể nào nuôi hết cả một đàn đâu, nó đông lắm anh em ạ. Mình có vẻ như đang đục khoét công trình, nhưng mà thôi thì kệ vậy. Đục khoét. Mình cần nhiều lắm, mình cần mấy stack cơ. Thôi mình sẽ đi đào chỗ khác. Đào chỗ nào đó gần đây. Bên kia sườn núi có kìa, bên đây có nè. Đào cái hang bên đây vậy. Cái hang này là cái hang cụt. Sorry mọi người nhá, mình đang bị cúm cám cho nên là lâu lâu hay hắt xì hơi. Và cái tập này mình cũng quay nó hơi ngắn. Mình chỉ muốn thông báo cho các bạn biết là mình chuẩn bị kết thúc cái series này thôi. Và mình chuẩn bị làm một cái series hoàn toàn mới. Mình đã lên kế hoạch rất là kỹ cho cái series mới rồi đó. Hy vọng là mọi người vẫn ủng hộ mình. Nếu mọi người không ủng hộ mình buồn chết mất. Bởi vì đã cũng khá nhiều bạn kiểu lên ngán Công Viên Khủng Long rồi đó. Cho nên là mình phải cố gắng mà gấp rút hoàn thành cái series này nhanh lên. Để chúng ta còn chuẩn bị cho một cái series hoàn toàn mới nữa. Mới mà phải hay. Mới mà không hay thì cũng như không. Ok. Được 2 stack kìa. Mơ mới đào có tí là 2 stack. Được 1 stack chưa? Ồ, gần 2 stack luôn kìa. Thế cũng chẳng phải mơ. Cũng dễ. Tập này mình có rất là nhiều đồ. Không biết bao giờ khi nào hết series mình có được cái con bọ cạp vàng hay không đây. À, cái con được bọ cạp vàng. Chờ hoài không thấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cái giai đoạn mà xây cái chuồng giống ở season 2. Có nghĩa là xây cái chuồng xong rồi xây cái hàng rào sắt lên, xong rồi xây thêm một cái lớp đá nữa. Thế là xong một cái chuồng. Rồi. Nhiều bạn kêu là mình vứt hạt giống vào đây để cho mấy con cá nó ăn cho nó đẻ con. Hồi trước mình nhớ mình chơi mình không cần vứt hạt giống luôn, nó tự đẻ luôn. Nhưng mà thôi, cái hồ cá này 2 con cũng được, kệ nó. Cho nó sống và phát triển ở đấy. Bây đi về cái đã. Cũng chưa có gì để phải làm hết, từ từ đợi mình tí. Ok, vừa cho cái chân xuống. Chơi game cứ nhấc cái chân lên mất dậy. Ok. Bây giờ chuẩn bị nào. Thôi mình đun này đi. Đun đá đi để cho nó gọi là thành cái đá gọi là dễ thương tí. Có mấy cái đá bằng phẳng ấy xây cho nó dễ. Chứ mấy cái đá kia xây khó lắm. Hết than à. Ui, nhìn vậy mới hết than nhỉ. Ghê vậy. Rồi. Bây đi ra làm một đống hàng rào bằng sắt nữa. Bây giờ bắt đầu sử dụng sắt rồi, bởi vì bây giờ mình cũng có khá nhiều sắt cho nên là ngại cũng làm chi. Đấy. 32. Đây, từng đây là đủ rồi. Đấy, 64 là dư luôn. Có thể làm được 2-3 cái. Rồi, bây giờ cất đi. Bây giờ phải phân loại cái gì cần và cái gì không cần. Sao lại cất này đi quất. Cất. Sao mình lại mang đất vào đây nhỉ? Con gì nữa không ta? Rồi mình nghĩ là xong rồi đấy. Con gì đúng nhỉ? Không. Bây giờ đi ra lấy một ít này trước đã, ra xây trước xong tí lại vào lấy tiếp. Mình nghĩ là bây giờ mình nên làm một cái cửa ở hông đi. Làm một cái cửa ở đây đi. Có gì ra ngoài ra vào cho tiện. Đấy. Bên đây cái bên đây sẽ có một cái chuồng. Tiện ghê. Đây. Vậy là cái chuồng hơi bé, nhưng mà cái con này nó bé mà. Con này bé thì ở chuồng to làm gì đúng không? Ê, đào một ô thôi mà. What? Thế là phí viên đá. Đấy, cái cổng nó sẽ ở chỗ này. Thế nhưng mà cái chỗ này hơi bị gọi là mỏng thôi nhá. À không, mình đang tính xây ở dưới này mà. Chứ mình có tính xây ở trên đâu. What? Tại sao mình lại đưa ra một cái sáng kiến ngu người như vậy nhỉ? Mình đang tính xây ở dưới này mà. Nhưng mình lại xây ở trên. Đấy. Bảo sao tự nhiên mất mấy cục một lúc. Lâu lâu cứ ngu ngu cái nào á. Ôi giời ơi. Đi ngủ thôi, tối rồi. Lâu lâu rồi cứ trí nhớ nó cứ bị phôi pha. Các bạn muốn tập sau mình hồi sinh con gì bây giờ nhỉ? Rồi ơi. Cái này đây là cái tội mà cố quá này. Tại vì hôm nay cũng khá nhiều bạn kêu mình á, inbox nói. Nên mình cố gắng mình quay nó xong mỡ đi đậu phộng. Mặc dù bây giờ mình thấy mình hơi ngu thật. Đến cố gắng làm cái điếu gì không biết nữa. Bây giờ thở như tóa. Cái con này bé vậy không biết là nó ở cái chuồng bé về được không nhỉ? Không biết là được không nhưng mà thôi kệ, cái cho nó ở như này đã. Nó bé bằng một cái con gà tây thì cái chuồng như này chắc là cỡ vừa nữa rồi. Con này chắc là to ngang con Velociraptor này. Các bạn biết con Velociraptor là cái con chim săn mồi tốc độ đó hả? Ở kìa. Sao để ra rìa thế? Đây, lẽ ra không để ở đây nè. Đào này ra. Đây phải để cái đá. Đó. Đó, đó. Đó. Chết rồi. Đợt này mình sẽ pha hơi nhiều tiếng ắt xì tí. Cho nên anh em nào mà có ghe phải thì cũng thông cảm cho mình nhá. Mình sẽ làm chuồng sắt. À, cửa sắt nhầm, cửa sắt. Đó. Cửa sắt view. Ok. Hai cái này đúng rồi. Lẽ ra là dùng gỗ nhỉ, mình cứ quên nhá. Đây có cửa sau rồi ra nó cũng tiện hơn. Tiện thể vào lấy lốt cái đống đá nữa. Đá đây. Đá đây. Đá. Và bây giờ nhìn lại nó hơi bé. Mình muốn xây to nữa nhưng mà thôi. Cỡ con này nó bé ngang với lại cái kia thì xây to ra làm gì. Từ xây đây đã. Hay xây to nhỉ. Rồi chắc mình sẽ xây to đấy chứ. Xây bé có không gian nó bé quá mình cũng ghét ghê luôn. Bây giờ mình xây mấy cái chuồng khác to nhưng xây cái chuồng này nó bé quá thì nó kỳ cục đúng không? Thì thế tôi quyết định cuối cùng là xây nó to ra. Xây nó dài ra. Thế nào không biết nói nào nữa. Xây nó dài đây này. Đó. Nhìn nó cứ sao sao á. Đây. 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 Bây giờ sẽ bắt đầu đào mấy cái này ra. Đó. Để lấp vào cái khoảng trống ở chỗ này. Không sao. Để nó to to này để cho có gì nó nhảy lên, nhảy qua, nhảy vào nữa. Ít ra nó cũng nên to to tí. Ôi kìa. Không đào trúng cái khung sắt mà đào trúng mấy cái cục đá ở dưới. Ôi kìa. Đào trúng cục đá ở dưới đây hơi buồn đấy. Cục đá ở trên đào không sao nhưng đừng có đào cục đá ở dưới, trời ơi. Rồi đấy, ngon. Bây giờ đi ra. Cái chuồng như này thì vừa rồi đúng không? Các đồng chí. Hết đá rồi đó. Hết đá rồi đó. Đây là cũng vừa đó. 21 cục nữa là đùa. Ra xây cho nó xong ấy. Đấy. Cái chuồng như vậy là cũng khá là ok rồi. Đấy. Khá là vừa vặn nữa hả? Để đây nữa. Rồi. Piu piu piu. Piu piu piu. Mình nghĩ là một cái con khủng long nhỏ thì nó ở trong đây là vừa rồi. Nó không còn to hơn đâu. Đấy. Thế này quá đẹp rồi. Đối với một con khủng long bé tí như này, khi mình thả ra mình không thể tin được đây là con khủng long luôn. Mình tưởng cái con gì, con rết giận gì bé siêu hòn. Cái cửa đâu ở đây. Thì đầu tiên ấy, mình tính là cho cái này. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cho cái này. Bởi vì cái này nó làm lâu hơn ấy. Cái này nó sẽ mở lâu hơn ấy. Đấy. Mình sẽ đi ra nó dễ hơn. Mình cũng nên đào cái này ra hơn không nhỉ? Thế mình đào cho nó bằng nhá, nhìn nó hơi kỳ kỳ đúng không? Đào tay đi, đào cho nó bằng bằng ấy. Nhìn thế này nó hơi sao sao á. Nó nấc nấc lên, nhìn kỳ kỳ. Đào bằng rồi. Rồi về làm hẳn cái về lấy hẳn cái xẻng ra đào cho nó sướng. Đào cái này lâu vồn. Ok, cái trong đây có xẻng không ta? Xẻng mới đổ hết rồi nhỉ. Mình nhớ mình có nhìn trong đồ có xẻng không? Không có. Nhìn kỹ trong dương đồ không có xẻng, không tí nữa là có cái lại khóc nữa. Đây, rồi một cái xẻng. Ok. Rồi, đi về, à đi ra. Rồi, bê đi ra đào nhá. Đấy, bê có cái chuồng khủng long gần nhà, tối khỏi ngủ luôn. Tối nó kêu rồi khỏi ngủ. Bây giờ xây lại cái ở dưới bằng cái này nữa cho nó đẹp toàn diện luôn. Đấy, xây bằng cái này đấy. Cho đẹp toàn diện luôn. Ui, cái gì đấy? What the fuck? Công trình bị ăn mòn à, bào mòn à. Bòn rút à. Đó. Sao? Bây giờ đã được bao nhiêu phần trăm rồi? Xem nào. Hello. 70 rồi, đang ấm quá. Bây giờ đi cho khủng long ăn nào. Tí quay lại thăm con đất sau. Mấy cái mía này lâu lắm cũng qua rồi, cho nên là bây giờ nó hơi bị cao á. Ơ cũng 2 ô nhỉ. Vậy là tập trước hình như mình cũng qua, bởi vì bây giờ nó có 2 ô. Mấy con khủng long này ăn thoải mái luôn. Nhiều bạn kia mình để cái feeder lên trên cây. Ok, bây giờ mình sẽ để lên trên cây hay để lên trên cao cũng được, nhưng mà sao chúng nó không ăn nhỉ? Bây giờ mà tháo là nó mất hết đấy, lại phải làm lại từ đầu á. Chán lắm cái feeder. Vứt này đi. Để này xuống dưới rồi đây. Mình sẽ để cái feeder lên cao cho nó ăn nhá. Đúng ý của các cậu nhé. Đây, trên đây chắc nó ăn rồi đúng không? Vừa mồm chưa? Rồi bây giờ bỏ mấy cái đường vào. Từ đút vào mồm cho nó ăn trước đã. Hello mày. No, còn con bé đâu rồi? No chưa? No rồi. Cao quá, với không tới. Ở đây bây giờ mình lấy cái xẻng mình đào để cho nhìn nó đúng kiểu feeder lơ lửng luôn. Đấy. Các bạn thấy feeder lơ lửng chưa? Đấy, chúng nó thích là chúng nó ngó cố. Vậy con nhỏ sao nó ngó cố nó ăn được? Vãi nồi. Mình đang toàn suy nghĩ đến con lớn này, mình không suy nghĩ con nhỏ rồi. Nhìn bay lơ lửng nhìn khắm ấy. Con ngủ kia biết nó có ăn được nhỉ? Con Velociraptor này nó có ăn nữa không? Đấy con kia chắc nó bé ngang con này thôi, 10 ngày bé tí này. Xây cho cái chuồng to quá. Đấy. Bây giờ nghĩ lại thì hơi bị sida. Rồi. Mình cũng đâu có nhiều khủng long lắm đâu. Mình có vài chú. Chú này ngủ rồi. Ấn mở xem map ở đấy, nhìn cái map xung quanh nhìn thích ghê luôn. Ra xem hai con khủng long ăn thịt nữa. Ở đây. Bây giờ hiện tại mình đang thiếu thịt nhá, cho nên bây giờ mình phải đi cung cấp thịt thôi, có nghĩa là phải đi làm bò thôi. Vì chuẩn bị lại xuất hiện một con khủng long ăn thịt nữa. Nó chỉ bé con gà thôi nhưng mà nó ăn thì chắc chắn là rất là kinh rồi. Mấy cái chưa chín không? Trời ơi. Mình sợ nhất là cái mấy cái gọi là làm này này. Mấy cái bón cây con cây. À mình có xương mà ló gì. Thích bao nhiêu thịt thì có thích bao nhiêu thịt nhầm thích bao nhiêu lúa thì có bấy nhiêu lúa. Thôi thì về nhà lấy xương ra bón cho làm 100 cây lúa, chơi cho sướng à. Chơi cho nó ngầu à. Đây. Ok. Rồi. Lấy bột xương rồi, cất bớt đi, chứ bây giờ da là hơi bị thốn đấy. Được chưa rồi. Ok. Thu hoạch nào, đi thu hoạch lúa nào. Chín hết đi. Lúa chỗ đồng đồng. Đấy, con canh liền. Ui, chết mợ rồi. Bón nhầm cây cỏ rồi. Phí cả lúa, à phí cả phân. Phí cả bột xương ấy nhỉ. Bột xương làm phân nhỉ. Nó phải ghi mỡ là phân luôn, ghi bột xương. Ok chưa? Chín hết chưa? Đấy, lâu lắm mới có cảnh mà lúa chỉ chỗ đồng đồng này rồi. Thu hoạch thôi. Mặc dù nó chưa có hết đấy. Hồi trước nhớ người ta trồng như nào ta? Người ta phá xong người ta trồng luôn đấy. Mình không biết làm nào, người ta phá xong người ta trồng luôn cơ. Trồng liên tục luôn đấy, mình quên cách rồi. Thế nên mình phải phá xong mình trồng sau lúc. Đấy, bây giờ ra cho bò ăn rồi, chuẩn bị kiếm thêm lương thực mà cung cấp thôi. Rồi, ngon. Ok bò ơi, có 40 nè. Bò ơi, chúng mày lại chuẩn bị làm vật thí nghiệm nhé. À, chuẩn bị làm thịt nhá. Lương thực cho khủng long. Ok, ok, còn em nào không? Bón non kìa. Rồi được rồi, bắt đầu đông rồi đấy. Sao chúng nó cứ nhảy ra ngoài vậy? Mấy con bò này hỗn thật. Mình vừa cho 11 con bò ăn. Sẽ xem con này trong đây thế nào nào. Chú khủng long mới nào. Ê giời ơi, thậm chí là mình còn điếu biết nó là con gì. Nó bé tí hon này, đậu phộng. Ủa vậy con khủng long, con chim vậy, nó con chim xé vậy. Ai ngờ nó khủng long đâu trời. Ủa nó sắp chết đói rồi kìa. Thôi ra làm thịt con bò cho nó ăn thôi. Rồi cẩn thận nó chạy ra ngoài rồi đấy. Rồi ra đập mấy con bò thôi. Con chó của Vũ đâu nhỉ? Các bạn nhớ con rắn không? Con rắn ở đầu mình bắt về nhà, bây không biết nó đâu à. Khi nào mình vứt đi đâu nhỉ? Mình cũng chả nhớ đó. Mình chả nhớ con rắn ở đâu luôn đấy. Mình hay là mình vứt trên hang rồi nhỉ? Mình hay bị quên lắm. Ok rồi, làm một ít thịt như này. Cho còn lại để cho chúng nó sống ở đây. Rồi ok, đi về cho chúng nó đỡ nhảy ra. Mà nhảy ra mất thời gian vôn của mình ra. Đi ngủ. Ok, motherfucker. Còn nó cao lên cái đầu gối của mình thôi. Vãi nồi con khủng long khắm lọ vậy. Xô, cần số nước không nhỉ? Cái này nè. Đá nè. Rồi ok, như 4 cục đá mới được. Thôi vậy là phải đi làm thêm đá rồi. Ok, một ít ở bên đây, một ít ở bên đây. Ở bên kia còn nữa, còn đá này đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái feeder. Không có feeder thì khủng long ăn một cái dề. Một cái, rồi tuyệt vời. Bây giờ đã có lối đi mới, lối đi phía sau. Ok. Đậu phộng nhìn cái con này mà nhìn không muốn chơi luôn đấy. Nè, đố cả họ mà phá chuồng được luôn. Phá trường cho 10.000 nhá. Phá hệ yếu là được mà phá. Đó, ăn tới già luôn. Đâu nó đâu à? Nhìn như con kiến đấy, vãi nồi. Rồi lên phòng thí nghiệm xem tiếp có chuyện gì xảy ra. Đấy, có lúa nè. Lúa trên đây là có, là cho con bò nó ăn. Lâu lâu cung cấp lương thực cho em nó. Không tội em nó. Đấy, ăn em. Đấy, mặc dù nó không đẻ được nhưng mà nó bị vô sinh rồi. Nhưng mà kệ. Sorry, trời ơi. Thôi mình ho quá rồi, hát xỉu quá rồi. Thôi mình nghĩ mình sẽ dừng tầm này đây nhá. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like. Và đừng quên chia sẻ video cho mình. Nếu như ngày mai ấy, mình không ra video ấy, các bạn cũng đừng có buồn. Bởi vì hiện tại mình đang bị sổ mũi rất là nhiều. Nếu ngày mai mình không ra video ấy, các bạn đừng buồn nhá. Còn nếu như ngày mai mình cảm thấy đỡ hơn thì mình sẽ ra video tiếp. Ok, bye bye. Chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những tập sau của Minecraft Công viên khủng long và những series khác. Ok, bye bye.